Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 19 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay, có những tin đáng chú ý sau đây. Trưởng ban dân vận Trung ương tặng quà Tết tại Lâm Đồng. An toàn phòng cháy chữa cháy Tết Nguyên Đán. Việt Nam hướng đến sự phát triển bền vững. Phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết và mùa lễ hội. Mùa xuân buồn của người trồng hoa lan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi năm 2019, sáng nay 19 tháng 1, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, cùng đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đã đến thăm và tặng quà Tết cho người nghèo tại huyện Đức Trọng và huyện Đơn Dương. Cùng đi với đoàn có bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, thường trực Ủy ban dân tỉnh và đại diện ban ngành đoàn thể. Tại thành phố Đà Lạt, bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương, đã đến thăm làng trẻ em SOS và tặng 135 suất quà cho các em đang sinh sống tại đây, với giá trị mỗi suất quà là 500.000 đồng. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lâm Đồng và tặng 110 suất quà cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm. Tại các huyện Đức Trọng và Đơn Dương, trưởng ban dân vận Trung ương đã tặng 250 suất quà cho người nghèo, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, với trị giá mỗi suất quà là 1.100.000 đồng đến 1.300.000 đồng, gồm tiền mặt và một số nhu yếu phẩm khác. Bên cạnh đó, đoàn cũng tặng 200 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với trị giá mỗi suất quà là 500.000 đồng tiền mặt cùng nhu yếu phẩm. Ngoài những suất quà cho người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đoàn cũng đã tặng một số nhu yếu phẩm cần thiết cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tại hai huyện Đức Trọng và Đơn Dương để phục vụ công tác trực trong những ngày Tết. Tại các nơi đến thăm, trưởng ban dân vận Trung ương cũng gửi lời chúc mừng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi ấm no, hạnh phúc đến các đối tượng chính sách, những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn tại Lâm Đồng và mong muốn chính quyền địa phương phát huy mọi nguồn lực, huy động sự tham gia của toàn xã hội, quan tâm hơn nữa đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Dương tổ chức đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đại hội được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chọn làm điểm để rút kinh nghiệm, chỉ đạo cho các huyện, thành phố trong tỉnh nhằm tổ chức tốt đại hội cấp cơ sở, tiến tới đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9. Dự đại hội có ông Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng đại diện phía Nam; ông Nguyễn Trọng Anh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo huyện Lạc Dương và 134 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Dương đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ủng hộ quỹ vì người nghèo. Qua các phong trào, cuộc vận động, nhân dân trong huyện đã hiến hàng trăm ngàn mét vuông đất cùng ngày công lao động để kiến thiết xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đồng thời ủng hộ gần 4 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho gần 100 hộ nghèo, hỗ trợ trong đời sống và sản xuất cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn, đối tượng chính sách, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với chăm lo giúp đỡ người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát động nhân dân tích cực lao động sản xuất, thực hiện chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Nhiều mô hình phát triển kinh tế theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao được nông dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng có hiệu quả, làm thay đổi đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đến nay, toàn huyện còn 5,2% hộ nghèo, thu nhập của người dân đạt 37,4 triệu đồng một người một năm. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Trọng Anh Đông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đã ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong nhiệm kỳ 8. Đồng thời, yêu cầu mặt trận các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, đưa kinh tế đời sống của các tầng lớp nhân dân trong huyện ngày càng nâng cao hơn nữa. Để chung tay giúp đỡ người nghèo, dịp này, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Trọng Anh Đông đã trao cho huyện Lạc Dương 500 triệu đồng để xây dựng 25 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn. Trên tinh thần dân chủ đoàn kết đổi mới, Đại hội đã tiến hành hiệp thương 55 vị vào Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Dương khóa 9, 4 vị vào Ban Thường trực. Ông Trần Xuân Sáng tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Dương khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 10 đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 9, trong đó có một đại biểu dự khuyết. Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại và cơ quan chức năng liên quan, mỗi hộ kinh doanh, tiểu thương và người dân cần nâng cao ý thức đảm bảo an toàn cháy nổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Nguyên Đán là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, vụ hoa đông xuân năm 2018-2019 trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận như Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, nông dân và các doanh nghiệp sản xuất hơn 3.100 hectare hoa các loại, tăng hơn 200 hectare so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ước tính, sản lượng hoa đạt hơn 1,1 tỷ cành, trong đó chiếm diện tích nhiều nhất là hoa cúc với trên 1.100 hectare. Hoa hồng chiếm khoảng hơn 500 hectare và hoa lê ơn trên 430 hectare, diện tích còn lại là các loại hoa khác. Theo đó, mỗi loại hoa sản xuất tăng diện tích so với cùng kỳ năm ngoái từ 2,5 hectare đến 9 hectare. Ngoài ra, còn có nhiều loại hoa phong lan, địa lan sản xuất vụ đông xuân năm 2018-2019 với khoảng 15 hectare, dự kiến tổng sản lượng khoảng 975.000 chậu. Theo một số nông dân cho biết, năm nay thời tiết thất thường đã ảnh hưởng nhất định đến việc chăm sóc hoa, nhất là việc canh cho hoa nở đúng vụ Tết. Hiện nay, huyện Đà Tẻ đang tập trung hỗ trợ nguồn vốn, song song đó chú trọng công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản sau thu hoạch để nâng cao năng suất cũng như giá trị nông sản. Nhằm nâng cao năng suất hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, huyện Đà Tẻ đang tiếp tục đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết về trồng rau nuôi tầm, trồng lúa chất lượng cao, duy trì mở rộng diện tích sản xuất lúa theo quy trình Việt Gap, Global Gap trên 400 hectare, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ trên đất chuyên trồng lúa khoảng 1.400 hectare, chuyển đổi 1.000 hectare điều kém hiệu quả sang trồng dâu, cao su, mía đường, tre tầm vong, gắn với ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng doanh thu, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Để thực hiện tốt các mục tiêu nêu trên, ngành chức năng huyện Đà Tẻ đang tập trung hỗ trợ nguồn vốn. Song song đó, chú trọng công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản sau thu hoạch. Ngoài ra, địa phương cũng tập trung công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân tích cực chuyển đổi những diện tích cây trồng để sản xuất theo hướng bền vững. Nâng cao hiệu quả sản xuất, khẳng định sản phẩm và chuỗi giá trị hàng hóa, việc mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động đã giải quyết tốt việc làm cho người dân địa phương là những nội dung chính mà các hợp tác xã trên địa bàn huyện Bảo Lâm thực hiện trong thời gian tới. Toàn huyện Bảo Lâm có hơn 20 hợp tác xã trên 15 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, công thương, tín dụng và các lĩnh vực phi nông nghiệp. Các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động theo phương thức liên kết giữa doanh nghiệp với xã viên. Về doanh thu bình quân của các hợp tác xã đến nay đạt gần 1 tỷ đồng một tháng, lợi nhuận bình quân 50 triệu đồng một tháng, thu nhập của xã viên hơn 2,5 triệu đồng một tháng. Đối với tổ hợp tác đạt 650 triệu đồng một tháng, lợi nhuận bình quân hơn 25 triệu đồng một tháng, thu nhập tổ viên trên 3 triệu đồng một người một tháng. Không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, khẳng định sản phẩm và chuỗi giá trị hàng hóa, việc mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động đã giải quyết tốt việc làm cho người dân địa phương, đồng thời thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Thời điểm gần Tết Nguyên Đán, nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa ngày một tăng cao
mạng lưới các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở kinh doanh đặc thù, có điều kiện là những loại hình có vị trí quan trọng trong việc cung ứng và tiêu thụ hàng hóa, và là một trong những cơ sở được xếp loại đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng, các đơn vị và tiểu thương cần có biện pháp chủ động phòng chống cháy nổ, hạn chế tối đa và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy gây ra. Mục theo dòng thời sự tuần này sẽ phản ánh về vấn đề này. Treo hàng hóa che khuất các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Bố trí và sử dụng bình ga trong kinh doanh ăn uống chưa hợp lý là hai tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của một vài tiểu thương ở chợ mới Đà Lạt Center. Qua kiểm tra của lực lượng phòng cháy chữa cháy, các lỗi vi phạm trên đã được khắc phục kịp thời. Cùng với chợ Đà Lạt, chợ mới Đà Lạt Center là một trong những khu chợ lớn của tỉnh Lâm Đồng với gần 1.000 quầy sạp. Lượng người ra vào chợ mua sắm khá đông nên nguy cơ dẫn đến cháy nổ cao. Để nhân dân và tiểu thương nâng cao hơn nữa ý thức phòng cháy chữa cháy, thì việc tuyên truyền, kiểm tra khả năng hoạt động của các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, đảm bảo các quy định an toàn phòng chống cháy nổ là việc cần làm đối với ban quản lý chợ mới Đà Lạt Center hiện nay. Không những ở dịp Tết mà trong tất cả các thời gian mà trước đây cũng như là thời gian sắp tới thì chúng tôi luôn luôn đẩy mạnh cái công tác là an toàn phòng cháy chữa cháy là lên hàng đầu. Ở góc độ về con người thì về nhân lực á, thì chúng tôi có đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và chúng tôi bố trí vào hàng ngày. Lúc nào trong ca làm việc cũng có ít nhất là 5 đến 10 người để bố trí khi mà xử lý những tình huống mà khẩn cấp. Thời điểm cuối năm, nguy cơ cháy nổ càng tăng cao đối với tất cả các ngành nghề, các mặt hàng kinh doanh. Bởi ngoài lượng hàng nhập vào phục vụ Tết thì sự chủ quan lơ là của người kinh doanh là nguyên nhân gây ra cháy nổ. Dù chưa xảy ra cháy nổ với ngành hàng xăng dầu trong thời gian qua, tuy nhiên việc nhắc nhở cảnh báo không sử dụng điện thoại, các chất dễ dẫn đến cháy nổ, chấp hành tốt các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chủ cửa hàng xăng dầu, nhân viên kinh doanh và khách hàng là điều không bao giờ thừa. Chúng tôi thường xuyên quán triệt đến người lao động là nhắc nhở khách hàng đi vào mua xăng. Rồi trong cái việc chấp hành cái quy định của công ty về công tác phòng cháy chữa cháy, thực hiện các theo quy định tiêu lệnh, rồi chúng tôi tổ chức phân luồng thì đến nay là chúng tôi đã sắp xếp là xe máy vào một luồng riêng, ô tô vào luồng riêng để cho cái việc mà xe khách ra vào không có lộn xộn, và chẳng hạn mà lâu trong các vấn đề sự cố xảy ra thì chúng tôi có thể sẵn sàng chữa cháy được tốt nhất. Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh yếu tố thời tiết đang chuyển mùa hanh khô, thì nhu cầu sử dụng điện, khí ga của người dân tăng đột biến, cũng là nguyên nhân dẫn đến tình hình cháy nổ có nguy cơ diễn biến phức tạp. Thống kê cho thấy, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 1.000 cơ sở kinh doanh, chiết nạp và kho chứa ga, nằm trong lẫn ngoài khu dân cư. Do đặc tính dễ bắt lửa và gây nổ, nên quy trình chiết nạp ga tại các trạm luôn phải đảm bảo quy định. Hầu hết các trạm chiết nạp, kho chứa ga đều được thiết kế thông thoáng, được đầu tư bài bản về hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, bình xịt cứu hỏa, vòi dẫn nước chữa cháy ở tất cả các điểm quan trọng, sẵn sàng cho mọi tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Dịp Tết nhập cuối năm thì người lượng tiêu dùng ở trong địa phương thì sẽ nhiều hơn, nhưng chúng tôi luôn là chuẩn bị những phương án là đáp ứng nhu cầu cho khách hàng. Nhưng về mặt an toàn kỹ thuật thì chúng tôi luôn luôn cảnh giác, chứ không phải vội vàng trong những ngày cung cấp mà quên lơ là trong cái việc quản lý chặt chẽ cái đội ngũ xăng chiết nạp và vận chuyển. Chúng tôi hoàn toàn đề cao cảnh giác vấn đề đó. Tết Nguyên Đán đã cận kề, đúc rút kinh nghiệm từ những năm trước. Năm nay, công tác phòng cháy chữa cháy ở Lâm Đồng hiện đã và đang được triển khai một cách toàn diện, hiệu quả hơn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, chú trọng tăng cường công tác phòng ngừa, hướng dẫn, kiểm tra và đảm bảo lực lượng phương tiện thường trực, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Trong đó, kiểm tra đồng loạt các cơ sở trọng điểm, những cơ sở khu vực có tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
đây là tài sản lớn của tất cả chị em tiểu thương, cho nên là bà con rất là ý thức làm tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy. Trước khi về thì chị em chúng tôi cũng dọn hàng gọn gàng, không có để cho quần áo đồ đạc mà nó gần cái bóng điện, rồi về là tắt hết cầu dao, tắt hết điện ở bên ngoài. Chợ đã tổ chức thi là phòng cháy chữa cháy và cách sử dụng những cái bình như thế nào. Còn về bản thân của tiểu thương thì được, nói chung là về tư tưởng thì người ta cũng quán triệt hết là không có thắp nhang thờ cúng gì hết. Rồi tối đến là dọn dẹp sạch sẽ, là gọn gàng luôn. Ban ngày thì có khách đi đông thôi chứ thật ra rất là giữ rất là đàng hoàng. Các phòng cháy cháy cứu nạn hộ công an tỉnh Lâm Đồng hiện nay đã tổ chức tăng cường cái tuyên truyền, tăng cường huấn luyện về công tác phòng cháy cháy cho bà con nhân dân ở các cái khu dân cư của các cơ sở, và đặc biệt là đối với những cơ sở trọng điểm về công tác phòng cháy và chữa cháy. Bên cạnh cùng với đó thì phòng đã tổ chức lập kế hoạch để kiểm tra an toàn phòng cháy cháy. Trong quá trình tổ chức kiểm tra thì kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị cơ sở khắc phục những tồn tại thiếu sót, đặc biệt đối với những cái chợ, trung tâm thương mại, rồi khu tập trung đông người, và cũng đồng thời cũng phối kết hợp tốt đối với các cái đơn vị khác mà có cái nguy hiểm cháy nổ cao, ví dụ như những cái đơn vị có kinh doanh đối với xăng dầu để và ga để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy cho những đơn vị cơ sở này. Để hạn chế thấp nhất những vụ việc đáng tiếc, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, cùng với nỗ lực của ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại và cơ quan chức năng liên quan, mỗi hộ kinh doanh, tiểu thương và người dân khi tham gia mua sắm dịp Tết cần nâng cao ý thức đảm bảo an toàn cháy nổ, vào cuộc quyết liệt và thận trọng hơn nữa, đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng cháy chữa cháy để mọi người, mọi nhà đón một cái Tết an toàn và bình an. Trước khi chuyển sang phần tin trong nước là một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực. Chiều hôm qua 18 tháng 1, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức ngành thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, tập thể công chức cơ quan văn phòng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã đoàn kết thống nhất, có nhiều cố gắng, cùng với toàn ngành thuế tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra. Hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính giao, với tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 7.224 tỷ đồng, đạt 107% dự toán, so với cùng kỳ tăng 12%. Trong đó, thuế phí là 4.447 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. Riêng văn phòng Cục Thuế tỉnh thu trên 3.558 tỷ đồng, đạt 103%. Thực hiện cải cách hành chính thuế theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế, kỷ cương, kỷ luật ngành, luật phòng chống tham nhũng. Ngành thuế cũng đã tập trung thực hiện cải cách hành chính thuế theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế, kỷ cương, kỷ luật ngành, luật phòng chống tham nhũng. Năm 2019, cùng với nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách tỉnh giao là 7.985 tỷ đồng, công chức ngành thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai tốt luật thuế và luật quản lý thuế nhằm phục vụ tổ chức cá nhân nộp thuế. Phấn đấu có 100% đảng viên và 98% trở lên công chức được học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của đảng. 100% đảng viên và công chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền và đoàn thể, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua trong toàn ngành và thi đua trong khối. Phấn đấu 100% công chức thực hiện tốt cuộc vận động người công chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo. Và 100% tập thể phòng đạt tập thể lao động tiên tiến. Hôm qua 18 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cùng với Hiệp hội Thẩm định Hàn Quốc tổ chức hội thảo về thủ tục thu hồi và bồi thường đất, chế độ đất công của Việt Nam và Hàn Quốc. Hội thảo thu hút sự tham dự của lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt và các chuyên gia đến từ Hàn Quốc. Tại hội thảo, đại diện Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính Lâm Đồng và các chuyên gia đến từ Hiệp hội Thẩm định Hàn Quốc đã giới thiệu một số nội dung liên quan đến luật đất đai ở Việt Nam, chính sách thu hồi và bồi thường đất tại Việt Nam và Hàn Quốc.
Trên cơ sở đó, giải đáp những khó khăn vướng mắc của các đơn vị, các nhà đầu tư khi thực hiện các quy trình thủ tục đầu tư liên quan đến đất đai tại các địa phương, các quốc gia. Từ những nội dung tại hội thảo, không chỉ là cơ sở để các ngành chức năng tại Lâm Đồng và Hiệp hội Thẩm định Hàn Quốc hiểu thêm về các thông tin, chế độ chính sách, phương pháp xác định giá đất, từ đó có thêm thông tin giúp các nhà đầu tư định hướng phát triển và đầu tư vào Việt Nam và Hàn Quốc. Những nội dung chính trong phần tin trong nước: Việt Nam cần tư duy quan điểm mới là phát triển được ổn định, đồng thời duy trì tăng trưởng kinh tế. Cần tăng cường công tác phòng ngừa các loại dịch bệnh trong dịp Tết và mùa lễ hội tới đây. Ngày 18 tháng 1 tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ AmCham tại Hà Nội tổ chức cuộc gặp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ, cũng là điểm mốc đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và phát biểu. Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để có những bước đi mang tính lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cả hai bên đều phải dũng cảm vượt qua chính mình với sự kiên định trong hành động, sự sáng suốt về trí tuệ và có tầm nhìn chiến lược và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng của hai nước, hai dân tộc. 25 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tăng gần 120 lần, từ 450 triệu đô la Mỹ vào năm 1994 lên hơn 60 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Trong nhiều năm liên tục, Hoa Kỳ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất của Hoa Kỳ. Đầu tư của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam. Nổi bật là hoạt động đầu tư của GE, Coca-Cola, Microsoft, IBM và nhiều tập đoàn doanh nghiệp khác. Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu và sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực. Việc bình thường hóa quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ phát triển tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là điểm mốc đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam. Phát triển bền vững hiện nay đang là lựa chọn phổ biến tại các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Diễn đàn Bền vững Việt Nam 2019 tổ chức tại Hà Nội ngày hôm qua 18 tháng 1, các diễn giả chuyên gia trong nước và quốc tế đã đưa ra những quan điểm, kiến nghị giúp Việt Nam hoàn thiện chính sách phát triển bền vững trong thời gian tới. Theo các diễn giả, nhà khoa học tại diễn đàn, để phát triển bền vững, Việt Nam cần tập trung xây dựng chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, bởi Việt Nam đang là nước chịu thiệt hại nặng nề từ biến đổi khí hậu. Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, chú trọng đến bảo vệ môi trường và ứng dụng thành công của cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, để xây dựng được nền kinh tế phát triển bền vững, thì yếu tố về con người đang là một trong những thách thức lớn với Việt Nam khi chưa sẵn sàng tiếp nhận nền công nghệ mới. Con người ở Việt Nam chúng ta đã chưa sẵn sàng để tiếp nhận những cái công nghệ mới. Do đó chúng ta ngoài việc đầu tư về thiết bị, máy móc và công nghệ, chúng ta cần phải chú trọng đến việc đào tạo nhân lực ở Việt Nam. Hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực phát triển để làm sao từ một nước có mức thu nhập thấp sẽ có mức thu nhập trung bình cao đến năm 2030. Để làm được việc này, Việt Nam cần tư duy quan điểm mới là phát triển để ổn định, đồng thời duy trì tăng trưởng kinh tế. Đây là hai trụ cột gắn kết không thể tách rời để hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai. Tổng cục Thủy lợi vừa có công điện yêu cầu các địa phương khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ chuẩn bị sẵn sàng lấy nước đợt 1, phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân. Theo kế hoạch, các hồ thủy điện sẽ bắt đầu xả nước đợt 1 từ 0 giờ ngày 21 tháng 1 đến 24 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2019. Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, các công ty khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh khẩn trương hoàn thành việc khơi thông dòng chảy, giải tỏa các ách tắc trên hệ thống dẫn nước. Theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến nguồn nước, tổ chức vận hành trữ nước vào hệ thống kênh trục, ao đầm, các vùng trũng và đưa nước lên ruộng để phục vụ làm đất và gieo cấy. Bố trí lực lượng thường trực tại công trình thủy lợi đầu mối 24 trên 24 giờ trong thời gian vận hành lấy nước, quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để rò rỉ gây lãng phí, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ đông để tạo mặt bằng gieo cấy lúa, tuyệt đối không để phát sinh yêu cầu về bổ sung nguồn nước ngoài các đợt xả đã thống nhất. Chiều ngày 18 tháng 1, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về các giải pháp để phòng chống dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập và bùng phát trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội.
Cục Y tế Dự phòng cho biết năm 2018, tại Việt Nam không ghi nhận sự xâm nhập của các bệnh nguy hiểm mới nổi. Các bệnh dịch lưu hành tiếp tục được khống chế. Tỷ lệ mắc và tử vong của hầu hết các bệnh dịch truyền nhiễm lưu hành thấp hơn so với trung bình giai đoạn 5 năm qua, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Các bệnh truyền nhiễm có vaccine tiêm phòng có tỷ lệ mắc giảm mạnh do tỷ lệ tiêm chủng cao. Tuy nhiên, dịp Tết và mùa lễ hội tới đây, điều kiện khí hậu đông xuân, nhiệt độ môi trường sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa. Vì vậy, người dân cần lưu tâm đến phòng bệnh sởi, bệnh cúm gia cầm độc lực cao lây sang người. Để kiểm soát dịch bệnh, Cục Y tế Dự phòng đã đưa ra những giải pháp như cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm các bệnh nguy hiểm, các ổ dịch tại cộng đồng, xử lý kịp thời hiệu quả, nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, đạt ít nhất 95% quy mô xã phường, sẵn sàng thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân, tăng cường công tác truyền thông và đảm bảo hậu cần cho công tác phòng chống dịch. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, hoa nở sớm nên khan hiếm hàng trong dịp Tết, nhưng giá bán lại không cao hơn những năm trước, đã đem lại mùa xuân buồn cho người trồng lan trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Thưa quý vị, còn khoảng 15 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Thế nhưng hơn 70% diện tích hoa địa lan ở thành phố Đà Lạt đã bung nở trước đó nhiều ngày, khiến nhiều hộ nông dân lâm vào cảnh hoang mang. Nhiều nhà vườn phải cắt cành bán với giá rẻ, chỉ từ 30 đến 50 ngàn đồng một cành. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ông Đinh Đức Hiền, một nghệ nhân trồng địa lan ở phường 11, thành phố Đà Lạt, có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề. Thế nhưng vẫn không kịp trở tay với cảnh hoa nở quá sớm. Mỗi năm, đến thời điểm này, vườn lan của ông xuất đi vài ngàn chậu. Thế nhưng hiện tại, số lượng bán ra lại không quá 100 chậu. Năm nay là một cái thị trường địa lan Tết rất là biến động, là bởi vì cái hoa lan của thành phố Đà Lạt năm nay nở rất sớm, cho nên là cái số lượng hoa mà đảm bảo để chơi Tết thì sẽ có rất ít. Theo nhiều nông dân trồng địa lan, nguyên nhân do thời tiết tại thành phố Đà Lạt những ngày qua diễn biến thất thường nên nhiều vườn đã bị bung hoa sớm, ảnh hưởng đến lượng hoa đưa ra thị trường trong dịp Tết âm lịch sắp tới. Nếu như mọi năm, thời điểm này, khách đặt lan tấp nập, thì năm nay chỉ lác đác vài người, chỉ bằng một phần nhỏ so với cùng kỳ, và chủ yếu là khách quen. Giá trị lan tính ra cũng không có chiều hướng tốt, kể cả những giống lan vẫn nổi tiếng đắt giá. Chẳng hạn như địa lan New Zealand vàng và xanh có giá khoảng 800.000 đồng một cành, địa lan SGC vàng chanh và xanh 207 cũng chỉ từ 400 đến 600.000 đồng một cành. Cái lan này á, mà nếu mà mình muốn hãm lại thì có nhiều cách người ta hãm. Thí dụ như người ta phải kéo cái lưới đen bình quân như vậy, là mình tưới là 3 ngày một lần, thì tới khi mình kéo lưới lại thì nó có khi là nó tới là một tuần mình tưới một lần. Mà khi mà cái lượng nước mà giảm tưới thì cái hoa mà thí dụ như nó bung sớm nó giảm lại. Thì mà cái thời gian mà mình kéo như vậy là cái cách mà cái lan mà để mà giảm lại như vậy nó trong vòng khoảng có nó thêm cho được mình khoảng nửa tháng. Đà Lạt hiện có khoảng 35 hecta địa lan các loại, tăng 10% so với năm trước. Sản lượng dự kiến khoảng 400.000 cành. Nhưng hầu hết hoa đều đã nở sớm trước Tết và được cắt cành bán. Số còn lại trúng Tết rất ít, chỉ khoảng 30% ở tất cả các vườn. Sở Nông nghiệp cũng đã đề xuất với cái đài khí tượng, đề xuất với Tổng cục Khí tượng sẽ đặt những cái trạm quan trắc vật hậu để theo dõi cái điều kiện nhiệt độ cũng như là các điều kiện tự nhiên. Trên cơ sở đó sẽ là tính toán được cái tổng tích ôn hàng năm, dự báo được cái nhiệt độ trong các thời kỳ, và như vậy chúng ta có thể là dự báo được nhiệt độ để khuyến cáo cho bà con các cái biện pháp chăm sóc đảm bảo theo cái ra hoa theo cái đúng cái thời kỳ. Đà Lạt vốn là vùng đất nổi tiếng nhờ hoa, đặc biệt là các loại hoa địa lan ở đây luôn được người tiêu dùng yêu mến và có giá trị cao. Còn người nông dân trồng hoa cũng chỉ trông mong nhất vào mùa Tết để được đền đáp xứng đáng cho những nước mắt mồ hôi đổ trên từng cành hoa. Thế nhưng có lẽ Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ là cái Tết buồn cho nhiều bà con nông dân trồng địa lan ở thành phố Đà Lạt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.